Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có một vị thế kinh tế độc nhất trong lịch sử, đang phát triển và phát triển cùng một lúc. Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã bỏ phiếu nhất trí rằng Trung Quốc không còn được coi là một quốc gia đang phát triển. Động lực chính là từ chối đối xử ưu đãi với Trung Quốc mà nước này đang nhận được. Với tư cách là một quốc gia đang phát triển theo Tổ chức Thương mại Thế giới, khuôn khổ khí hậu của Liên Hợp Quốc và các thỏa thuận quốc tế khác. Tuy nhiên, Trung Quốc đang thể hiện rất rõ vai trò của một cường quốc toàn cầu giàu có ở châu Phi đến châu Mỹ Latin và thậm chí cả châu Âu. Không dừng lại đó, Trung Quốc tiếp tục thể hiện nhiều đặc điểm của một nước đang phát triển, bao gồm năng lượng và các lĩnh vực khác, đặc biệt là bên ngoài các trung tâm đô thị lớn mà người nước ngoài dễ thấy nhất. Sự thật về tình trạng của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia đang phát triển còn nhiều yếu tố phức tạp hơn cần xem xét. Trung Quốc đã chuyển mình từ một quốc gia có thu nhập thấp vào những năm 1990 thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với nhiều thuộc tính của một cường quốc toàn cầu giàu có, đang thể hiện ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của mình ở nước ngoài. Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo châu Âu khác đến thăm Trung Quốc, thu hút các mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ hơn, đồng thời hy vọng khuyến khích Bắc Kinh thực hiện ảnh hưởng của mình đối với Moscow liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. Trung Quốc đang ngày càng thể hiện mình trong các vấn đề quốc tế, với số lượng bài đăng ở nước ngoài lớn nhất, vượt qua Hoa Kỳ, và liên tục huy động quân đội, thứ ba sau Hoa Kỳ và Nga, trước sự bất bình của các nước láng giềng và các nước khác. Thật vậy, Trung Quốc đang hành động rất giống một cường quốc toàn cầu giàu có. Nhưng Trung Quốc cũng vẫn bộc lộ nhiều đặc điểm của một nước đang phát triển, bao gồm dân số hơn 200 triệu người chưa được tiếp cận với công nghệ nấu ăn sạch, ô nhiễm lan rộng, và xếp hạng theo chỉ số phát triển con người, tập trung vào các kết quả về y tế và giáo dục, xếp 79 trong số 191 quốc gia. Ngay cả việc tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào than đá, một loại nhiên liệu rẻ nhưng không sạch, được cho là một đặc điểm của các nước đang phát triển, trái ngược với tỷ trọng thấp hơn đáng kể mà các nền kinh tế tiên tiến như Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đạt được. Trung Quốc được cho là sẽ sớm chuyển từ thu nhập trung bình thành thu nhập cao theo hệ thống phân loại quốc gia của Ngân hàng Thế giới. Điều này được cho là một phần lý do làm cơ sở cho cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ. Nhưng sự thay đổi này sẽ không ngay lập tức xóa bỏ các khía cạnh quốc gia đang phát triển của nước này. Ví dụ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã ước tính rằng phải đến năm 2030, Trung Quốc mới có thể cung cấp khả năng tiếp cận nấu ăn sạch cơ bản cho tất cả mọi người. Hơn nữa, tính theo đồng đô la Mỹ, Trung Quốc vẫn còn cách xa mức thu nhập được hưởng trong các nền kinh tế phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Đáng chú ý, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc hiện bằng một nửa so với Bồ Đào Nha và tương đương với thu nhập trung bình của dân số thế giới trên tất cả các nước phát triển và đang phát triển. Tương tự, trong khi chỉ có 2% dân số Bồ Đào Nha sống dưới ngưỡng nghèo 6,85 đô la một ngày vào năm 2019, thì con số tương ứng của Trung Quốc lớn hơn gấp 10 lần, ở mức 25%. Đạt được mức độ của Bồ Đào Nha và các nền kinh tế tiên tiến khác sẽ không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn phải liên tục thành công trong việc duy trì tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đánh giá Trung Quốc, điều quan trọng là phải nhận ra rằng nước này có một tình huống độc đáo, một quốc gia kết hợp các đặc điểm của nước phát triển và đang phát triển với ảnh hưởng toàn cầu. Đó là siêu cường lai, đơn độc của thế giới. Năng lượng là một lĩnh vực minh họa cho sự năng động này. Phù hợp với mức thu nhập của mình, Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn phát triển, nơi nước này dựa vào việc sử dụng năng lượng ngày càng tăng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa. IEA dự đoán rằng Trung Quốc, quốc gia sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới, sẽ cần mua thêm gần 20% vào năm 2040. Điều này trái ngược với các nền kinh tế tiên tiến, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu, nơi mức tiêu thụ năng lượng được dự báo sẽ giảm. Đảm bảo nguồn năng lượng lớn hơn này đang và sẽ vẫn là mối quan tâm chính đối với những người ra quyết định của Bắc Kinh, bất chấp các nguồn tài nguyên trong nước phong phú như than đá, dầu mỏ và năng lượng tái tạo. Phần lớn năng lượng của Trung Quốc sẽ cần phải được nhập khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận của nước này đối với Trung Đông và các nhà xuất khẩu năng lượng khác, bao gồm cả Nga. Những nỗ lực ngoại giao gần đây của Bắc Kinh đối với Ả Rập Xê Út và làm trung gian cho việc nối lại quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran được cho là phản ánh mối quan tâm của Bắc Kinh trong việc tăng cường sự ổn định của việc nhập khẩu dầu mỏ từ khu vực. Nghèo đói trong nước cũng sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược của Trung Quốc. Trong khi họ giới thiệu đường chân trời của Thượng Hải và những tiến bộ khác, chẳng hạn như hệ thống đường sắt cao tốc, nghèo đói vẫn là một thực tế đối với hàng triệu hộ gia đình Trung Quốc. Ngoài 200 triệu người không được tiếp cận với nấu ăn sạch, nhiều người khác dựa vào than để sưởi ấm nhà của họ. Tương tự, trong khi Bắc Kinh có mức GDP bình quân đầu người tương đương với châu Âu, thì các hộ gia đình ở khu vực nghèo nhất của Trung Quốc phải đối mặt với mức tương tự như Peru. Trung Quốc đã thành công trong việc xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực, đang đè nặng lên hầu hết các nước đang phát triển và hiện tại, Trung Quốc là quê hương của tầng lớp trung lưu đang phát triển, nhưng nhiều gia đình vẫn thiếu chất lượng cuộc sống, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Giải quyết những vấn đề này sẽ đòi hỏi sự quan tâm và nguồn lực của Bắc Kinh. Tính hai mặt của tình trạng phát triển hỗn hợp này của Trung Quốc có thể được nhìn thấy trong mô tả gần ngang hàng được Cộng đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ sử dụng trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm năm 2021 của họ. Như Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đã giải thích trước Quốc hội vào thời điểm đó, mặc dù Trung Quốc đặt ra một thách thức ngày càng ghê gớm đối với vai trò của Hoa Kỳ trong các vấn đề toàn cầu, nhưng điều đáng chú ý là các lỗ hổng kinh tế, môi trường và nhân khẩu học của họ đều đe dọa làm phức tạp hóa khả năng quản lý của họ. Quá trình chuyển đổi sang vai trò thống trị mà họ mong muốn trong những thập kỷ tới. Một số hạn chế đó xuất phát từ đặc điểm của các nước đang phát triển.
những nỗ lực của Trung Quốc để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sẽ phải đối mặt với những rào cản và sự không chắc chắn đáng kể. Ngay cả khi vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành quốc gia có thu nhập cao, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với cái có thể gọi là vũng lầy hậu thu nhập trung bình. Cụ thể là vượt qua những rào cản mà các nước thu nhập trung bình trước đây đã phải đối mặt khi cố gắng đạt được mức thu nhập trung bình. Mức thu nhập bình quân đầu người 20.000 đô la được hưởng bởi các nền kinh tế tiên tiến ít giàu có hơn. Rất ít quốc gia có thể làm như vậy, Hàn Quốc và các quốc gia giàu mỏ khác là những ngoại lệ đáng chú ý. Bắc Kinh đã đưa ra chiến lược kinh tế, lưu thông kép, chủ yếu dựa vào các thị trường nội địa đang trưởng thành để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng các mối quan hệ mang tính xây dựng với các nền kinh tế tiên tiến của thế giới sẽ tiếp tục đóng vai trò sống còn để duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đất nước. Về vấn đề này, Trung Quốc chưa đủ giàu để đi một mình hay chỉ với một nước Nga, v.v. Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu vẫn là trung tâm cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, lên hơn 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ với nền kinh tế tiên tiến. Các nền kinh tế của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc dẫn đầu với tư cách là những nhà nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lớn nhất. Các mục tiêu tăng trưởng của Bắc Kinh tiếp tục được thúc đẩy tốt nhất nhờ các điều kiện quốc tế hỗ trợ giúp họ thu được lợi nhuận từ nền kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, việc duy trì tăng trưởng hơn nữa có thể đòi hỏi phải phụ thuộc nhiều vào khu vực tư nhân như đã làm điển hình cho các nền kinh tế tiên tiến, nhưng trái ngược với cách tiếp cận thống kê mà Bắc Kinh áp dụng cho đến nay. Mặc dù Trung Quốc đã dựa vào khu vực nhà nước để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nhưng không chắc rằng cách tiếp cận này có thể giúp nước này thoát khỏi vũng lầy hậu thu nhập trung bình. Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với các động lực chính trị trong nước không chắc chắn khi thu nhập cao hơn ảnh hưởng đến nguyện vọng chính trị và xã hội, đặc biệt là nhóm dân số thành thị trẻ hơn được bao quanh bởi mức độ sung túc khác biệt rõ rệt với bối cảnh của các nước đang phát triển có thu nhập thấp, trong đó giới lãnh đạo chính trị của Bắc Kinh đã lớn tuổi. Một vấn đề khác là mức độ mà các mục tiêu phi kinh tế làm sao nhãng hoặc thậm chí làm mất tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng. Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với thách thức của biến đổi khí hậu, một nguy cơ mới và đang nổi lên mà nhóm các nền kinh tế tiên tiến hiện nay chưa từng đối mặt trên con đường phát triển thành công của chính họ. Mực nước biển dâng đối với một quốc gia có hàng trăm triệu người sinh sống ở các tỉnh ven biển cũng như sự tàn phá do hạn hán nghiêm trọng hơn. Các đợt nắng nóng và lũ lụt gây ra mối đe dọa đối với sự tăng trưởng của Trung Quốc, một điều được cho là đã bắt đầu cho thấy tiềm năng đột phá của nó. Mức thu nhập bình quân đầu người vẫn còn khiêm tốn của Trung Quốc khiến các nỗ lực thích ứng và phục hồi cần thiết trở nên khó khăn hơn so với các nền kinh tế tiên tiến giàu có hơn, đặc biệt là ở cấp độ hộ gia đình. Mặc dù Trung Quốc gần đây đã quay trở lại sử dụng than đá để mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn bất chấp lượng khí thải nhà kính đi kèm, nhưng điều này cuối cùng có thể làm suy yếu khả năng của quốc gia này trong việc duy trì thành quả tăng trưởng trong dài hạn. Thật vậy, có những câu hỏi thực sự là liệu Trung Quốc có trở nên giàu có đủ nhanh để chống lại các tác động kinh tế tiêu cực của biến đổi khí hậu khi chúng xảy ra hay không, và liệu cách tiếp cận như vậy có phải là một lựa chọn khả thi cho bất kỳ quốc gia nào, dù đang phát triển hay tiên tiến. Đáng chú ý, biến đổi khí hậu đặt ra một mối đe dọa phát triển mới đối với bất kỳ quốc gia nào vẫn còn phải phát triển rất xa để đạt được mức thu nhập của các nền kinh tế tiên tiến, và nó sẽ khiến hành trình vượt qua vũng lầy thu nhập sau trung bình trở nên khó khăn hơn. Làm thế nào để đối phó với Trung Quốc? Đó là một câu hỏi quan trọng mà Hoa Kỳ và các chính phủ khác trên thế giới phải đối mặt. Hiểu rằng Trung Quốc là một quốc gia phát triển, đang phát triển lai, đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình, tức là một siêu cường lai, có thể giúp Hoa Kỳ đánh giá, chuẩn bị và đối phó tốt hơn với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Theo Foreign Policy, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.